sĩ mà cầm cũng không đúng chuẩn á thì cũng không thấy được hình hết trơn. Nên là phải nhắc lại cái phần tư thế. Rồi những cái mốt mà mình sẽ khảo sát ra nhắc lại thứ tự hay đơn tm rồi với lớp lên màu và lớp lên xung hoặc liên tục phải theo thứ tự như vậy ở mỗi chỗ mặt cắt để cho cái phải làm được thông qua 4 bước như vậy thì nó mới chính xác. Và những cái mặt cắt mà đề cập tới bước đầu tiên vô là phải để mặt cắt cạnh nước. Không biết là anh chị còn nhớ không mà mình học nghe tim á là phải để vị trí số 2, cao bậc số 2, tức là từ mõm đi vào trên hoặc là từ đá tim đi vào xuống nhưng đều phải cao bậc số 2. Trên siêu âm tim nó cũng có vị trí nhưng đầu tiên luôn là để cặp ức, tức là để cho cái vùng đá tim nó cảm như sườn ba bờ trái xương ức. Nhưng mà phải làm sao á để mà để gì khi nào đó là do bệnh nhân nào tự nhiên và bên đá quay mặt lên trong cái tường rồi lúc đó các chị đừng có lời nào rồi thì con xương sườn hai con xương sườn ba rồi nhá rồi cũng không có cắm cúi lên mà nhìn luôn nha. Phải làm nét men bệnh nhân quay mặt lên kia rồi mình vẫn bị để tay đúng cái chỗ xương sườn ba bờ trái xương ức không giờ cảm gì hết người ta tưởng mình có nhiều. Và ở tổ mặt khác như vậy có hai trục coi trục ngang trục dọc sau đó mình dịch chuyển xuống vùng mõm tim đó là coi đánh tim trước xuống tới mõm tim. Mõm tim nó có hai buồng ba buồng bốn buồng năm buồng trên bốn mặt khác nên chỉ bổ sung hiện đang hai buồng ba buồng bốn buồng năm buồng tim mình có mấy buồng bốn buồng thôi. Và bây giờ tại sao có dụ coi hai buồng ba buồng bốn buồng năm buồng đáp lượng sẽ hiện tiếp sau đó mới đến cái mặt khác dưới mũi ức dưới sườn. Tức là mình sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới coi đá tim coi mõm tim rồi coi dưới mũi ức đó là để ngang một bụng đó các chị thì cũng lại có trục ngang và trục dọc. Tiếp theo nữa là mặt cắt bây giờ mới ngồi lên trên này con lên thẩm mức cái tên thẩm mức cuối cùng là sao tại người ta đang ở tư thế nằm các chị coi hết là mũi này đi bây giờ trên thẩm mức là bắt đầu họ phải ngồi dậy kê cái gối dưới lưng cho ưỡn cái cổ ra hết kê gối dưới vai á cho ưỡn cổ ra hết và phải xoay trở tư thế vậy để nó cuối cùng hơn nữa cái mặt cắt dưới thẩm mức trên thẩm mức này chỉ coi có một số bệnh lý điển hình mà còn không mà cái này thì biết do đó đâu phải ăn cũng làm tôi lấy cuối cùng chỉ một số ca họ cầm để làm như vậy thì điểm mà có là cái nào cũng có trục ngang trục dọc hết liên mặt các vùng mõm bốn hai ba bốn năm một tiền cần phải khảo sát rồi những cái phổ và các chỉ số bình thường thì lần lượt mình sẽ điểm qua. Bây giờ các anh chị cho biết mình đang cái tư thế trước tiên là tư thế bác sĩ cái một sạc tôi nhìn mặt bác sĩ luôn luôn là nhìn mặt thật tuyệt đối không bao giờ nhìn xuống mặt của mình hết khi làm luôn luôn là chăm chú quá trình và khi mà dịch chuyển đầu nhỏ trên người của bệnh nhân là biết là phải để vô chỗ đó bị tê nhưng mà không bao giờ chẳng không có tuyệt đối là không nhìn xuống bệnh nhân mà chỉ nhìn mặt mình tại vì sao nhắc vậy các chị nghe thói quen này nhìn không rõ cái bắt đầu ngó xuống dịch dịch dưới này rồi mới nhìn lên trong khi cái tay dịch dịch dưới này trên này hình nó đã rõ rồi mình không hay các chị chỉ cần xem xét một ly các chị xoay 10 độ thôi là trên hình này đã rõ rồi đang để cái đầu dài thì chị ép xuống tí xíu rồi là trên này rõ rồi và lo ẩn ngó với là một bệnh nhân không ngó trên này thì lại lại quay tiếp do đó là mỗi cái thao tác chị ta như này là luôn luôn nhìn trên màn hình để nghĩ à cái này rõ rồi ngó trên màn hình biết à cái này còn mà xoay được rồi chị kim một tí em quay ngược chị kim một tí là hình sẽ rõ mà nhắc hoài như vậy các anh chị vẫn có thói quen là nhìn trên hình rõ cái không có sự vật nào thì tại cái vật bệnh nhân nó làm cái này chân tay phải ở đây những các bạn nào mà chân tay thuận tay trái thì nó hơi khó khăn thì các anh chị sẽ thấy có máy có một số máy đã thiết kế ra đầu dòng cái bên tay trái được luôn để bác sĩ làm tay trái thì đặt cái giường cái bên trái luôn nhưng mà chuẩn thì như vậy cái cần lưu ý là bác sĩ mang dao điện này Việt Nam cũng có là chỉ những ca nào hồ sơ mà có đóng dấu là S đây là gì gì mấy bên đây á thì lúc đó bác sĩ mới ngăn ngăn cho mình mới ngăn cái đầu dò nữa còn thường là không ai làm gì hết trơn á thành ra là mình chưa được chuẩn lắm tại vì sao khi cái tay mình để lên mà gặp bệnh nhân nè gặp những ca đang bị corona đang bị này kia đủ thứ trơn á là nó sẽ giúp cho anh bệnh xong rồi mình sẽ lây qua người khác lây qua cho lây chuyển qua các bệnh nhân khác ở những cái bệnh viện mà xịn á ngay cái giường này ra ra giấy mỗi người ra hai ra giấy cho người khác lên nè tại vì các anh chị thấy bệnh nhân sao một lộ một khác họ không có áo để mà che chở vệ sinh cho họ cho đó là mà nếu mà về mà các anh chị làm ở những cái bệnh viện có điều kiện y tế thì mình thiết kế để cho nó học chuẩn nha. Ok bây giờ về tư thế của bệnh nhân
các chị sẽ thấy nằm nghiêng, luôn luôn nằm nghiêng. Bệnh nhân cứ hay cơ nằm nghiêng thì họ nằm hơi nghiêng nghiêng về chết chết chứ không rõ. Các chị muốn chữ mà để vô hết để cái bục lên thấy hình được liền. Bệnh nhân nằm nghiêng cái lưng vuông góc mặt giường là để coi cho cái mặt các cảm ứng vuông góc cái mặt giường. Còn không bệnh nhân hơi ở bụng xuống quá cũng có, mà hơi nửa nửa chết ra cũng sẽ khó, nên là nghiêng vuông góc cái mặt giường. Cái tay nếu mà họ để tay giống như vậy nè, gặp những anh chị nào mà hơi thấp người, cái ghế siêu âm nó hơi ngắn nữa là vướng liền sẽ không thấy được. Do đó nên chuẩn cái tay này để lên đầu, để cho tay lên đầu giống như đây, cái tay cũng lên đầu. Và kêu bệnh nhân đừng có ngoái về màn hình đứng dậy, tại khi họ ngoái vậy nè họ gồng cái cơ bên này và ép cái hơi thở trong ngực luôn, không thấy được đầu luôn. Do đó kêu bệnh nhân cứ nhìn như tường luôn đi, đừng có ráng nhìn màn hình gì đó trơn, cứ nghe ào ào ào. Tại vì khi máy siêu nó chạy trên này, cái máy chạy hình trên này nó chạy thanh, bệnh nhân cứ ngó mặt coi là nhìn đỡ, nó sẽ ép hơi trong lồng ngực và mình sẽ hơi và không khí là kẻ thù của siêu âm và làm ra cái gì sẽ không khí được đẹp hơn. Hai tay để lên đầu hết là chuẩn nhất rồi. Bọc lỗ vùng áo, thường á là của mình nó có cái nghe bọc cái áo mặc áo vô lo lắm, cho bé áo lên trên cổ, vậy là đơn giản nhất rồi, bé áo lên. Rồi bây giờ các cửa sổ siêu âm, các chị hình dung được mấy cái sườn sườn này ha, sườn này ha. Thì cái cửa sổ thứ nhất đặt lên hàng đầu đây là cận thị, nãy giờ có nói cho cận thị, nhưng mà cái chỗ rõ nhất là nên để vô khoang nhìn sườn ba và ra sườn thứ. Rồi cái mặt cắt thứ hai thì thả sát xuống là một họ, mặt cắt thứ ba dưới mũi thức đây ta còn nhìn dưới sườn, và cái mặt cắt lên trên đầu thức, đó là bốn mặt cắt theo thứ tự sẽ khảo sát. Do nó đánh xuống từ tầng 24, không phải là theo chiều từ trên tới dưới. Từ xưa giờ có cái nguyên tắc khám bệnh nhân là từ trên xuống dưới, như vậy thì đây sẽ là số 1 sao? Không phải nha, mấy cái này trước rồi mới trở lên cái này cuối cùng. Đây cũng là một cái linh hoạt lại. Và bây giờ vị trí đặt đầu tròn, các chị là hình dung đặt đầu tròn vô khoảng từ sườn bao và lá xương nước đây, và nãy là nó có mấy trục nè, dọc và ngang. Thì ở cái trục dọc hình này bắt buộc phải ép như trong cái bộ nhớ của mình luôn, để nói cái trục dọc làm bạn hình dung phải thấy được cái hình này. Hình này nó có cái gì nè? Thứ nhất động mạch trụ, thành động mạch trụ song song với nhĩ trái, A họ và L A là động mạch trụ nhĩ trái. Cái còn biết là gì? Hai cái này cứ chung là sắp xỉ nhau, nhìn vô phải thấy hai cái quả động mạch trụ và nhĩ trái thì sẽ sắp xỉ nhau. Tự nhiên mà nhĩ trái lớn hơn, hơn chừng bệnh đến gì đấy và nhĩ trái lớn, ví dụ đèn thở thân hay lá, tự nhiên động mạch chủ nó lớn hơn, cơ trình tăng huyết áp sơ mọi tuần hoàn. Do đó các đây đây là hai nên, hai nên là nhìn để đánh giá cấu trúc và nhìn vô không cần đo, có vô đó là hình căn bệnh gì liền thôi. Rồi đây hai lá con hai lá thì đang mở, rồi dưới này thấp trái bắt đi thấp và thấp phải, và lấy ra thấp phải và thấp trái trước trước ra đây còn tí luôn, căn này nhỏ hơn từ 1/2 tới 1/3 là hoàn toàn đúng. Và đây là bắp liên thấp phải, cái tướng là sao ha, sắp xỉ thật sao. Ở đây các chị thấy sắp xỉ không? Bắp liên thấp và thật sao phải sắp xỉ nhau, đứt trên nhau hơn 1.3 là sang cái bệnh cơ tim thì đại, tức là chỉ cần xích tí xíu thôi là nó sang cái bệnh khác rồi. Do đó ngay từ đầu là phải nhìn đến các cái tổng thể trước. Khi các chị đặt cầu dò như vậy, sau đó xoay đều cái rộng 90 độ vuông góc, xoay theo chiều kim hồ vuông góc 90 độ thì sẽ thấy sang mặt cắt ngang. Và mặt cắt ngang thấy như bây giờ cái lớp trái là sao? Một khối tròn quay, và cái lớp phải ôm bao quanh nó. Ở đây có hai cái lô ra, thì đây là hai cột cơm của lớp trái. Mục đích ở chỗ này là gì? Lớp trái phải là khối tròn, nhìn mà phải thấy co bớt một bộ. Tự nhiên đang co bớt thì có một mảng chỗ này nó đơn, nó co bớt giảm động, hay vô động. Mà sẽ chỉ ra đưa ra đây sao? Cái góc từ 9 giờ tới 12 giờ là thường bị giảm động vô động, là thường bị cái góc cơ tim do nhanh động mạch vào xuống trước trái. Nhìn lên đó, người ta đặt chiếc của tên giảm động vùng này hẹp nhánh mạch vành nào, giảm động vùng này hẹp nhánh nào, giảm động vùng này hẹp nhánh nào, ra bố trong các bạn bệnh lý mạch vành nó sẽ nhấn mạnh. Còn bây giờ đi các cái thường gặp nhất là cái góc từ 9 giờ tới 12 giờ, tự nhiên toàn bộ cái này là các chị thấy con bớt như vậy đó. Chỉ có khoảng 9 giờ đến 12 giờ nó đơn, nó thành một khoảng cũng nhúm nhích. Để biết rồi, tại vì thường gặp nó tắt hoặc là bằng xuống trái, nó thường bị
giờ tới cái mặt cái số 2 đang để đây chí hình mồm mõm. Mồm mõm đây các anh chị sẽ thấy bốn mồm. Quy chuẩn của mình thường là để thấp trái, khi bên trái, thấp phải, vị trái phải. Và mình phải để làm sao để cho phát đi vậy? Bốn mồm thường xuống dạng. Nhắc như vậy đây thì sao? Khi các anh chị để làm sao? Về nó không thẳng, các anh chị cứ lợn qua hay lợn lại. Thành ra cái trục tim á, nó không phải thẳng vuông góc dài, mà nó có xíu, mình phải là xéo trái. Thành ra như vậy xem, lấy các dòng máu không đúng, không đúng chiều của các dòng máu chạy. Vách liên thoát có tim nhảy phải thẳng, tuy nhiên vách liên thoát có thể hơi phòng nhẹ sang bên đây theo chiều biển C. Nếu mà nó theo chiều ngược lại là có vấn đề tăng áp phổi. Tăng áp phổi, trội xuống tăng áp tới phải, mới đẩy cái phòng tới phải. Nên nó chỉ cần thay đổi hình chút xíu thôi là bất thường. Vách liên thoát phẳng hoặc hơi vòng sang hình phía C, sang phía bên phải là chấp nhận. Nhưng vòng ngược lại chứng tỏ là tăng áp phổi. Và hiện nay cũng thấy rõ tất phải tay nhỏ hơn tất cái nha. Nó là bằng là có vấn đề. Hai nhĩ này sắp xỉ nhau vẫn được. Và các anh chị sẽ thấy có cái điểm này, cái nhắn tin là vẫn được vô, mình sẽ bổ sung sau. Nhìn trên cái hình này mình cũng sẽ coi được có rất là vận động không? Vùng mõm, tự nhiên toàn bộ chi đều coi bớt hết, tự nhiên vùng mõm nó đơn, không nhúc nhích gì hết. Vô động vùng mõm. Và cái này thường gặp đó, trong vùng mõm tư tiên, tình dưới, vùng mõm. Rồi bây giờ tới cái mặt thứ ba. Tự nhiên nó là gì đó, nó tên gì ha? Dưới sườn, và các dưới sườn. Thì các anh chị đang để thêm xíu về da bên trái, cái tim nằm ngay mà xéo lại bên đây. Thành ra cái hình các anh chị cũng thấy xéo này. Và do cái mõm tim nó nằm xuống cái này nè, thành ra các anh chị sẽ đi mõm, tại vì đầu dò mà đi từ trên xuống, thành ra từ đây mõm rồi cũng bốn mồm dày kế bên nó sẽ là cái gan. Cái tại vì cái gan áp sát cho cái tim, thành ra đây gan và tim cũng thêm bốn mồm rất là tổng tập. Đây là mặt cặn vàng để con không viêm nhẹ. Mai mốt các anh chị sẽ gặp con học mặt cặn vàng cho từng bệnh, mỗi bệnh sẽ lấy mặt cặn vàng là gì. Đây cái mặt cặn dưới sườn này là vàng để con không viêm nhẹ. Tại vì những cái không bị nhỉ với mặt khác kia thì tạo thành giải. Ở đây nè, các chị có thấy không bị nhỉ không? Đường này không liên tục, nó có cái mảnh đen không liên tục, đứt đoạn, giả, không liên nhỉ. Rồi cho đó, ở bên này, bắt đi nhỉ là rõ nhất. Đây là mặt khác vàng để coi không bị nhỉ. Bắt dí, sườn, dí nhỉ. Trên cái đầu giò, các chị sẽ thấy có cây trắng, cái gờ, cái đèn để mỗi cái đầu gờ nó có khác nhau hết. Thì bây giờ để cho các chị thấy rõ, người ta gọi là cái mắt cơ và cái đánh dấu á, cái điểm đánh dấu để mình biết mình quay đầu gờ bên phải hay bên trái qua lại. Mình đây là các chị sẽ thấy các bác sĩ khi mà cầm lấy cái đầu gờ thì đi ngó tìm liền còn cái gờ, cái chấm hay cái đầu đèn nó nằm chỗ nào để biết chuẩn. Khi mà khác theo mặt ở theo trục dọc, các anh chị sẽ để cái mắt cơ thường là ở khoảng 90 giờ, luôn luôn quay cái mắt cơ dựng ở 90 giờ. Các chị sẽ thấy đây, cái đầu dò theo cái chiều này, chiều từ ở trên vai phải xuống cái nó cuốn bên trái. Rồi bây giờ tới mặt cắt. Bây giờ cái mắt cơ và cái đầu dò có thấy khác gì so với đây không? Cũng là cạnh lớn, nhưng mà lẽ ra nó cái gì xoay liền 90 độ vuông góc và nó sẽ sang cái bên đây rồi sang khoảng 1-2 giờ. Đó là mặt cắt ngang cạnh lớn. Rồi bây giờ cũng vậy, nhưng mà giữa cái này với này thấy có gì khác không? Nó khác ra sao? Cái này nó vuông góc với cái thành cực, cái này hơi nghiêng xuống, cho nên nó có cái bóng hơi nghiêng xuống. Thì ở đây cạnh lớn theo trục ngang, còn ở đây ngang van động mạch chủ, rồi ngang van hai lá. Tức là từ cái anh chị mà nghiêng cái đầu dò xuống xuôi từ từ thì nó sẽ thấy động mạch chủ thấp hơn động mạch chủ là van hai lá, thấp hơn nữa là xuống hộp hơn. Thành ra tùy cái lúc đó mặt mình nghiêng, mình ép cái đầu dò xuống thì mình phải ít để mà thấy được. Bây giờ cái mắt cơ để sao? Dưới mũi ức và đuôi nha. Để cái này bệnh nhân đau bụng lắm á, các chị ép cho này đau bụng có chịu lắm. Thành ra là thường kêu bao đuôi bên trước áp thì ra thở để không bèn bụng mà không đau. Có càng đồng càng giữ hơi thì càng không thấy, mà càng không thấy thì mình càng đè hoặc càng đau càng đồng nữa. Do đó ngay bây giờ khi làm này mình cho cho lên chốt để cho nó mềm cái cơ bụng, há miệng ra thở nhịp nhàng và đừng nè. Các chị hay có cái thói quen là thấy cái hình đồng hồ ảo là càng đè càng đéo, có thấy gì đó nhìn các chị cứ thấy mai mốt có thử thì một ca như vậy
đè mạnh nữa cũng không thấy rõ luôn mình thôi. Thật ra mình đỡ với cái quan trọng lần theo cứ thang là trời ơi, mỗi lần lên siêu âm nó sẽ đè đau quá. Thật ra thấy làm đúng thì không hề đau, con nít nó nhỏ lên vừa xuống thật ra cười rồi mình cũng không thấy luôn nó, tại vì nó hơi này ở trong ngực. Các anh chị đến đây là nhớ hướng về vai cái bên trái, tại cái khi mình đặt bên đây mà thành ra để đầu nhỏ hướng về vai trái bắt hơi để đâu để cái bên trái luôn. Thành ra là lúc mà các cảnh tập trục dọc cái nè, mắt cơ để phía bên 90 giờ, tức là các đột ngang là đã xoay ra phía bên trái, xuống mỏ một bên trái rồi xuống đây bên trái. Như vậy là giữ nguyên cái vị trí mắt cơ đó ở những cái mặt còn lại. Giờ tới mặt các trên hỏng bức thì thay đổi vị trí mắt cơ rồi đó. Các anh chị là tới bây giờ xoay bên phải. Nhắc như vậy để cái đèn màu xanh rất rõ là tại vì tới khi nên làm bệnh nhân là lúng túng, lo bận nhớ cái này nhớ chi tiết kia nhớ như thế nọ thì nó xoay mắt cơ lung tung đó. Mà xoay mắt cơ sai các chị sẽ đọc lộn về những cái động tác lộn của bạn. Nhìn ra bên phải đầu bên trái đầu ban chủ đầu ban mình ra ban hai lá hoặc thành ban ba lá, tức là nó sẽ bị đảo lộn của bạn hoàn toàn. Do đó nhớ cặp cái mắt cơ cho đúng. Mặt các bạn rất lên trục dọc lên cơ ngửa ổn tối đa, kê cái gối dưới vai và thậm chí khi mà các chị để cái đầu nhòi nó sẽ chạm vô cái cào của bệnh nhân luôn, nó hướng cái cào đó là nó càng ngửa ra thì mình mới không hướng cào. Đầu giờ mà càng ép sát vô cái cổ của bệnh nhân á, hồi nãy anh chị thấy là trên cái cốc DT ta mà nó đấy, đầu giờ càng ép sát da thì mới cái cổ được càng lớn. Thì trên này mình phải ép sát vô cổ và nhớ nha, cái chỗ này cũng đừng có đè, càng đè xuống bệnh nhân khó chịu lắm. Để cái gì đây thì các chị lấy cái tay nó dị dặn ở đây, các chị cũng thấy có chịu rồi. Mình để đầu giờ nó sẽ vô cùng khó chịu, họ ho sặc sụa luôn á, không làm được. Và bây giờ nhắc lại. Như vậy thì cái vị trí hòn tố mình á, vị trí số 1 đây thì các anh chị sẽ chọn cái lần nào trong đó nè. Số 1 đây dưới mũi ức là đây, cái hình xéo về vai bên trái. Rồi còn cái này là vị trí ở đâu nè? Bốn buồn tại họ, bốn buồn tại họ. Và đây là hình số 2. Rồi về cái hình này dọc cạnh ức, dọc cạnh ức. Như vậy là ứng với cái số 3 của trên này xuống cái thế này ngang cạnh ức, cứ thấy mà chắc ngang mà đây chắc ngang cái tim. Thậm ra thấp trái đây là hai cột cơ của thấp trái và thấp phải ôm cái bên, thì như vậy đây là phần số trên này ngang cạnh ức. Thậm ra cái bóp trên tim thì cũng vậy, rồi đưa vô đó, đưa vô bốn cái hình đó, rồi mình mô tả là cắt đâu thì biết được ha. Một cách linh hoạt nữa, nhắc rất kỹ về các kỹ thuật lấy mặt cắt. Và tại vì đây là cái phần khó nhất khi mà làm siêu âm tim. Bây giờ các anh chị hình dung mình ra cái mặt cắt số 1 là luôn luôn mình để theo cái chiều chết từ vùng vai phải xuống cái lưng cuốn trái của bệnh nhân. Đây mặt cắt số 1, tận tiến cái mặt cắt số 1 xuống đây và nó ra cái hình ảnh này là hình ảnh chuẩn. Thấy cả ba tầng, thấp phải, chủ, chỉ trái và một cái tầng thấp trái đây. Sau đó cái mặt cắt số 1 này các anh chị thấy quay làm sao để là mặt cắt số 2 buồn góc. Quay vuông góc này, mặt cái số 1 đây, mặt cái số 2 quay vuông góc vậy. Tận tiến nó xuống đây để thấy là dặn cắt ngang cái chân xuống làm ra thấy mắt trái là cô trọng. Mặt cắt số 3 bây giờ nó khác nhau sao? Nó nằm ngang, nó cắt ngang. Hai cái mặt cắt số 1, số 2 là mặt cắt đứng, một cái đứng dày, một cái đứng dày. Còn mặt cắt số 3 là nằm ngang, tức là cắt ngang lên. Và đây các anh chị thấy cắt ngang cái chân từ phỏng lên. Vậy không biết là mấy cái hình này hình dung được không? Ba gì, ba đi. Một lần nữa lại cho coi. Rồi bây giờ trên đây nè, màu xanh dương là mặt cắt nào? Màu xanh dương dọc cạnh ức, rất là dọc cạnh ức. Các chị thấy không, sắn dọc cái tim xuống. Rồi tới màu xanh, màu vàng ngang cạnh ức là cắt ngang cái tim. Và chính vì cắt ngang như vậy thành ra các chị sẽ thấy cắt ngang xuống thấp trái được cô trọng cộng với cái thấp phải, thấp phải trên đây nằm ôm với hình chữ C cái bên. Mặt cắt số 3 xanh lá cây đây tại mỏm. Mặt cắt từ dưới mỏm quét lên thành ra dưới mỏm quét lên, do đó các anh chị sẽ thấy hai vùng dãy, hai vùng tóc và trong mặt chủ trên đó là hình dung được tại sao là ba mặt cắt chuẩn là vậy, vì nó giữ ba lê ba chiều trong không gian để khảo sát.
kia tuấn quá, chân đứng máy luôn để sketch chúng ta. Rồi bây giờ cái giọt cảnh nước á, là cái này là để mình đã quen từ đầu ha. Rồi trên này là họ dựng hình môn hình thôi. Thực tế là nó khi siêu âm tim các anh chị sẽ thấy giống vậy. À, và đây là mô mã đó này, động mạch chủ. Hai cái lá động mạch chủ các anh chị sẽ thấy đây AC và NC, tức là lá mạch phải và lá không mạch. Trên mặt cắt này chỉ thấy được hai lá của ba động mạch chủ thôi. Một cái này cắt đây mạch phải và không mạch. Còn trên nhĩ trái này rõ ràng bằng với bên đây và lá van trước, lá van sau. Thấp trái đây thì các anh chị sẽ thấy như này có cái cột cơ lên nối với cái gì chặt đưa van hai lá phát liên thấp và hộ và bên phải. Thì các mạch chuẩn là các anh chị phải làm sao phát liên khi khảo sát và mạch chủ thì nhĩ này nè, cái buồng nào mình khảo sát thì nó phải đi ngang. Nếu khảo sát chủ và nhĩ thì các anh chị sẽ xoay làm sao để cho hai cái phần này nó không phải dốc thì mà nó ngang vậy. Còn thí dụ khi mà khảo sát tới cái thấp trái thì cái phần bắt đi thoát không phải đi xéo gì nữa mà rơi xuống thành hình ngang. Khảo sát vùng nào thì phải để hình nó đi ngang hết thì nó phải đo chính xác. Cái này thì khỏi nói là cái gì, nằm yên trái là luôn luôn rồi ha. Mà cắt chiếu từ con trái về ba bên phải cũng biết rồi, vị trí như sườn 3-4 và trái sườn ướt thì cái này ta cũng biết rồi. Bây giờ các anh chị sẽ thấy là họ minh họa đây là rất là rõ. Chỉ trái đây là hai lá ba của nó có nhô mấy dây chằng, mấy dây chằng xuống các cột cơ của thấp trái. Trên siêu âm các anh chị sẽ thường là mấy dây chằng cột cơ này không thấy rõ, thấy nó nhận dạng lên thôi. Hai lá ba thì thấy nhiều đây rất là đẹp, chỉ trái thì đây. Nhưng mà cái tỉnh mà khỏi chỗ vô chỉ trái này là thì trên mặt thấp trái không thấy rõ đâu. Mà cái động mạch chủ, động mạch chủ đây các anh chị thấy được có hai lá, nhưng trên mặt cắt này chỉ thấy được hai lá, lá bằng phải và lá không bằng. Thì đây thể hiện lá bằng phải và lá không bằng, bắt lên thấp và thấp phải, thì bắt lên thấp và thấp phải. Khi kêu đo ở đây là đang là hai bên, bây giờ tới tim mình đo. Các chị thấy cây thuốc là đo qua ba mắt, thứ nhất là đo ngang qua ba động mạch chủ. Thì khi đo ngang qua ba mạch chủ thì cái thành động mạch chủ phải thành, và khi cây thuốc đi ngang qua bàn thì các anh chị sẽ thấy nó ngang qua gì, nó phải trước cái chủ cái nhị trái, dịch cái cây thước xuống tí xíu thì bây giờ các anh chị thấy cũng qua gì, thấp phải đo qua van hai lá, dịch cây thước xuống như này tí xíu đo qua thấp phải, qua bắt lên thấp lòng thấp trái và thành sao. Thì cái đường số 3 này là để đánh giá chức năng thấp trái, yêu cầu là phải để cây thước nguyên sau van hai lá. Các chị để cây thước xịt vô đây, xịt xuống này là cái đo cái thấp trái hay là thấp số điện rồi. Như vậy là ở mặt các cục vào cả nước có 3 bước: đo ngang qua đường mặt chủ, là để cây thước phải ngang qua ba mặt chủ phất phơ, ngang van hai lá là phải để ngang cái chỗ lanh hai lá phất phơ, và sau van hai lá là để đo thấp trái. Thì bây giờ khi mà thả cái hình đất đưa màu, thả hình màu vô á, thì các bạn thấy chỗ này có gì lạ nè, dòng cục đường chủ, dòng cục từng chủ, đây cũng thể hiện dòng cục từng chủ. Thì thường là trong ở chủ, ở chủ hình ra làm sao biết ở chủ, các anh chị thấy cái dòng chỗ ấn nhất là chỗ nào, trên này xuống đây bung rộng ra thì chứng tỏ là đây là ba mạch chủ nó đóng không kín, nó hở làm cho dòng máu từ đây trào về,
và khi mà trao về qua cái van xong rồi thì nó bung ra. Như vậy các anh chị cứ nhớ tìm nó cái góc là chỗ nào nó nhỏ nhất rồi bung ra, thì cái góc là cái chỗ nhỏ nhất đó. Qua được cái van rồi thành ra nó sẽ bung tỏa ra trong các cái. Ở đây chị van mình cũng bị mở ra rồi bung tỏa ra trong các cái. Và còn thông liên thất thì đây người ta thông liên thất đó là trên cái tóc liên thất nó có những cái lỗ khuyết, thì đây và đây cho mình ra cái vị trí hay gặp lỗ khuyết ở đây hoặc ở đây, tức là ngay sát của góc phòng mạch chủ hay là ở giữa chừng của cái tóc liên thất. Bây giờ có gì lạ đang có gì lạ trên chỗ này khối nhĩ, đúng rồi, cái thứ nhất là cái nhĩ trái nó lớn hơn chủ, giãn nhĩ trái lớn hơn mặt chủ. Cái thứ hai là trên trong nhĩ trái là cắn với cái lá trước của bàn tay lá, nó có cái khối enco không đồng nhất. Khối enco này các chị thấy chỗ nó không đồng nhất, rồi cái bờ có đều hay không, và trên cái hình của mình á hình động, tức là khi cho máy chạy xong thì các chị phải coi là nó có làm cho hạn chế di động lá băng hay không, với cái một khối nặng quá không di động được. Rồi các anh chị sẽ phải đo là thì đây là cái hình cầu ngọc của nhãn khối nhĩ trái, và cái thứ hai u nhãn nhĩ trái, cái thứ ba sùi đất lên và sùi đất lên. Các anh đây là sợ lắm các anh chị, nó nặng quá nó làm rách băng, rách băng một cái tét băng cái rồi cái cột sùi này thì chạy ra là huyết khối khổng trùng đó lắm. Còn là tới cái bước dưới này nè thì nó sẽ gây ra cái gọi là hội chứng lóc lỗ van, tức là bệnh nhân ở tư thế đứng hay ngồi nè thì nó cản cái mắt, nó sẽ đóng cái van này lại, máu không xuống được, không nên nặng được, bệnh nhân xỉu rồi còn xuống, xỉu xuống rồi ở tư thế nào thì nó đâu có bích cho lỗ van nữa, nó vô ra rồi còn thì tỉnh lại, tự tỉnh lại. Người ta có nói giống như bệnh gãy đòn, nhưng mà nếu mà ngay cái lúc xỉu á các chị nào có nghe vô thì nghe giống như hẹp van hay lá, tại vì nó bích lỗ van rồi tới lúc tỉnh lại thì hết. Những cái trường hợp đó gọi là hội chứng lóc lỗ van và cho là xương tim, hai cái tình huống thường gặp u nhẹ nhĩ trái và huyết khối nhĩ trái. Cũng là đột nhập cảm ứng, nhưng mà bây giờ đưa ra cái hình này để các vị khảo sát nhịp trang hai cái lá van hai lá lên đây và hai lá van hai lá đây có gì lạ. Cái này nó đang mở mà đang mở tức là đẩy máu từ nhĩ xuống thấp để cho thấp nở ra, thành ra thì trung trương không cho chạy như điện tâm đồ. Ở đây có chạy điện tâm đồ dễ rồi, còn bây giờ không cho chạy dây điện tâm đồ, nhìn vô để biết cái hình này đang thiền tâm thu tâm trương, hai lá ban này đóng như vậy thì thiền tâm thu, hai lá ban này mở thì tâm trương. Nó quan trọng thế nào, nếu mình dừng thần ở cái thiền tâm trương là lúc máu đang đổ về thì kích thước khớp trái là sao, nó sẽ to hơn so với thiền tâm thu. Rồi bây giờ ngược với lại ban tay lá thì ban mạch chủ, nếu ban tay lá mà mở thì ban mạch chủ phải đóng, còn bên đây ban là mạch chủ đang mở. Thành ra là đó là những cái để mà mình đánh giá thì tâm phu tâm trương. Hồi nãy ba cái vùng đo mà ta nói với các anh chị á, đo là mạch chủ nhĩ trái là khi để tay em vô luôn luôn, nếu mà điển hình thấy rõ cái hình họ của đồng mạch chủ, ban là mạch chủ mà mở ra nó sẽ có cái hình họ, và ngay sau cái tầng đồng mạch chủ là cái tầng nhĩ trái mà nãy cho nó quay á, và kích thước chung của mạch chủ phải sắp xỉ kích thước chung của nhĩ trái mà không quá 40 mm, không quá 40 mm. Và cách đo là mạch chủ là lấy cái chỗ lõm nhất xuống của chỗ chủ và lấy cái chỗ mà lồi lên nhất của nhĩ trái, đó là cách đo. Còn không luôn các anh chị bắt đầu lúng túng không biết là đo góc trên đo góc dưới gì hết, lấy chỗ lõm nhất của chủ và lấy cái chỗ mà lồi lên nhất của nhĩ trái, hai cái này bình thường sắp xỉ nhau và không quá 40 mm. Cái này nó sâu hơn tí, tức là các anh chị cũng là chủ nhớ là khi đo cái phần ngang qua chủ thì động mà chủ phải để nằm ngang và nhĩ trái, thì người ta đo ngay cái chỗ van, ngay chỗ phình nhất rồi ngay cái chỗ sau đó, tại vì mà chủ nó có cái giống như là cái đầu của cái cổ mang á, nó có cái chỗ phình ra chứ nó phải là thẳng đều cái van chủ này, nó ở ốm vậy. Thành ra là nếu mình đo ngang ngang trước van rồi ngang van rồi sau van thì kích thước nó sẽ khác nhau chút xíu, tất cả những cái số liệu đó có thể hiện trên này. Đây là van mà chủ, nếu đo ngang van thì khác, đo cái chỗ phình lên giống như nó cổ mang rồi đo sau van thì nó sẽ khác hết, bắt buộc phải thuộc lòng cũng nổ. Nên các anh chị sẽ nhớ số chung không quá 40 mm ở bình dưỡng thành nha.
con nít người khác rồi. Ở đây các chị sẽ cảm thấy hoặc là đau tiếp ở trên cái mặt trên thẩm ức, đau trên thẩm ức đau nguyên cái quai này là cái đau bên đây bao nhiêu, bên đây bao nhiêu. Và đến cái thứ hai cái bộ màu đỏ này chịu có thụt lòng, rồi tới cái phần đầu mà chủ xuống cũng phải lo. Mà thụt lòng muốn nổi đâu tôi cũng giới thấy mất hơn qua 40, cũng không quá 40 luôn. Rồi như vậy đây các vị khách để cây thước ngang qua cái van đầu mà chủ đây, cây thước cũng muốn đo vùng nào phải vuông góc với vùng đó mới chính xác. Nó vô mà thấy cây thước này nó xé xé mà không vuông góc với mà chủ thì thôi đừng có tiếp mấy cái số đầu bên đây làm gì, chắc chắn nó sai. Và khi ngó qua bên đây ha thì ngang qua thì mặt chủ các anh chị sẽ thấy cái hình gì, còn trên này không phải, còn trên này còn mặt chủ, còn dưới này thì dĩ trái đứng qua hết. Và đo mặt chủ nãy nó rồi thấy cái phần lỡ xuống, còn đo dĩ trái này thấy cái phần rồi lên. Bây giờ cái thuốc nó dịch qua đâu xuống cái bàn hành lá thấy cái chữ M rồi. Bây giờ cái thước thì xong nữa. Sau van hai lá, sau van hai lá thì đây nó không chuẩn. Tại vì nếu sau van hai lá thì cái thước phải là sao cho vuông góc với lại cái bát vuông góc. Cái này mà còn hơi xíu xé, còn có vuông góc mà ta đo chắc chắn nó lớn hơn thực tế. Rồi, mà nếu đo mà không cái sau van hai lá mà càng xa xuống thì nó càng lớn hơn thực tế nữa. Do đó nó khó để làm sao chỉnh. Vừa vuông góc bên góc mà cái thước vẫn đi ngang qua cái sau van hai lá. Và các anh chị bây giờ thấy hình ảnh khác, ứng với cái này không phải, ứng với bát viên khóc, ứng với khóc cháu rồi này. Thì các anh chị thấy khóc trái bung đó, bung đó thành khu tâm trương, thành ra là phải thấy nha, cùng bung ra cùng thắt lại thì mới bình thường. Các chị sẽ thấy thấy là tự tạm nghịch thường bát viên khóc, tức là nó không cùng bung. Tự động bình thường bát viên khóc đó là lúc mà thành sao lõm xuống thì cái này cũng lõm, lúc thành sao nhô lên cái này cũng nhô lên, thì cái đó gọi là cái đồng một rồi. Còn bắt buộc hai cái này cùng buông ra tâm trương, cùng thắt lại tâm thu, phải cùng như vậy, kết cùng mật độ. Tự nhiên cái này giảm sóng rất là nhiều, mà cái này là biến đổi giảm động. Và khi đo thì các chị nhớ đo là cuối tâm trương, nên cuối tâm trương đo của, đây là cái hiện tâm thu. Đây các chị thấy cái hiện tâm trương này không phải đo giữa tâm trương nha, mà làm sao biết nó cuối tâm trương là cái chỗ vô lên của thân trái là nó ngay cái chân dốc của nó, đó cái chân dốc của nó là cuối tâm trương, đường kính các viên thấp lòng thấp trái và thành sao thấp trái cuối tâm trương để tính giá là viên dày trương nhẹ là xác định luôn thì tâm trương cái này không quá 11 ly, cái này không quá 11 ly, hơn mức đó gọi là nhẹ thấp trái. Và cái đầu không quá 55 ly, hơn mức đó gọi là nhãn thấp trái. Và nhớ mình tâm trương. Và như vậy thì đó thì tâm thu tiếp làm gì? Các chị đã thấy cái thước còn có đâu qua đường tâm thu, đâu qua cái đỉnh thì tâm thu này, để từ đó có máy nó tính. Máy tính là phần xuất tâm pháo ES, mà mình hay gọi là ES đó, phần xuất tâm pháo. Còn mà đánh giá nhẹ nhãn là chỉ cần thì tâm trương, bổ sung thì tâm thu là để công thức tính cơ bé và công suất công phá bao nhiêu. Và đây là những cái cách đo tùy theo những cái hội mà cách đo nó sẽ đo từ đâu tới đâu, tức là bắt liên thấp từ sau bắt trái thì lấy nhớ lẻ cái chân dốc, lấy chân dốc. Rồi bây giờ có gì là nhìn trên cái hai đây trước có gì là mặt cách nào này trên đây đây là dọc cạnh ướt trục dài và cây thước đang đo sao quanh thanh lá. Trên hình này đã thấy có gì bất thường chưa? Đúng, dĩ trái dạng. Dĩ trái dạng. Rồi bây giờ tôi xuống này tên. Tên đây nó để vậy, tức là biết đang đo ngang qua sao quanh thanh lá, tức là để hiểu ở thanh trái. Rồi nhưng mà không có gì cả. Dạ còn các chị thấy cái hình trước nó giỡn sống rất rõ, còn đây giảm động cả. Rồi bây giờ có tiếp những con số. Họ đề chữ S tức là thì tâm thu syllabic không cần coi. Coi cái phần D là giá syllabic là tâm trương 6 ly. Nhưng tới cái 66 ly. Như vậy đây có gì lạ? Dạ. Thần sao là 6 với lại bác sĩ pháp là 8 thì bình thường. Nhưng đây 66 ly là dạng
chiên này dày thì các anh chị phải cảnh giác với loại chiên này không chiên. Tại vì khi nó dày á thì nó không có mềm mại đàn hồ co giãn được, là ta sẽ bị các loại chiên không chiên. Còn khi nó dẻ thì đây là nó sáp sáp đi là không mỏng. Bảo đảm khi nó dẻ rồi là nó phải mỏng, mà mỏng thì nó con bớt không nổi, con bớt không nổi nên nó sẽ suy chức năng không chiên. Và như vậy bây giờ mình nói là cái con số ơ ép còn 17%. Bình thường nếu mất bao nhiêu nữa 55% trở lên là dễ nhớ nhé. Lòng 55 lên, ớ ép 55% trở lên. Sau này các chị sẽ họ mai mốt sẽ tới cái bài mà suy chức năng đặc khu. Để theo ESC, theo mới nhất của năm nay là họ sẽ chia ra là dưới 40 đến 55 đến 55. Tức là biết em dễ hơn á, nó có cái bài đó. Giờ bây giờ nhá hết từng phần để cái ý nghĩa quan trọng của từng phần cho chứ ngã hết cho các chị cũng quản không giờ trốn luôn. Như vậy ha, khi ngó các thông số đầu có trái, ngó yes to nick để đánh giá dạng hay dạng. Ngó chức năng tâm thu thì đem một loại cái này nè, các bạn cái này đánh giá chức năng tâm thu. Thể tích có trái bao nhiêu ml, khối cơ có trái bao nhiêu gram. Tất cả mấy này có công thức tính hết. Các chị chỉ cần đo số trên này thôi, máy nó tính hết mấy cái này. Hồi xưa bắt họ có họ tờ, tôi bắt họ phải công thức rồi. Cầm máy theo tính làm đèn rồi để đánh giá, và bây giờ tôi hỏi các dễ giải cho các anh chị. FS cũng là đánh giá chức năng tâm thu, thường FS sẽ bằng phân nửa ES. Không cần mặc khi cho mệt, cái FS sắp xỉ phân nửa ES. Như vậy ES ở đây 17 thì FS 18 là có hợp lý rồi, sắp xỉ nhau. Nói mà sau đây cái là mình biết mình đâu đã sai chỗ nào rồi. Tất cả những con số như này đều đánh giá chức năng tâm thu tất cả, mà nó sẽ có hai mặt riêng. Như vậy đánh giá chức năng tâm thu có trái cho nhận chưa, đánh giá cuối cùng đánh giá có dạy và thể tích để đánh giá có dạng, mình đánh giá chức năng thì chủ vô cái bé và FS. Cái này sao căng cũng ngay sau ba hai lá sao ngay sau không chuẩn. Người ta sẽ đưa ra cái này hỏi nhận định gì về cái hình này, cái nhất à cũng chuột dọc cũng cảm ức rồi cũng đang tính ra có trái nhưng không chuẩn cho thì xéo có thể thấp và xa ba hai lá. Và đa số những nhận biết là nơi dành bảo đảm cái lớn hơn thực tế gọi là overgenesis. Ôn lại ba cái mức đo, cái thước số 1 đo ngang qua ba chỗ, cái thước số 2 đo ngang qua ba hai lá để giữa ba hai lá nha, đầu này và đầu này cũng sai, cái thước thứ ba bên sau ba hai lá và ngay lúc đó mình ta chỉnh thành sao vuông góc với tầng một. Và như vậy cái thước số 1 nào đo xuống thì sẽ thấy cái hình chuẩn của nó đây. Để mai mốt họ cho cái phần phúc cái này thôi, mình biết đang đo chỗ nào hình hợp của đồng hành chủ. Đồng hành chủ đang mở ở đây đó. Rồi đo ngang tới chỗ này là biết là gì nè, chữ M, đi trăng. Lá trước quanh hai lá, ra sau đối xứng đang mở, đang đo. Tới xuống cái này, cái thước số 3 đang đo đây là đo ngang cái lòng thấp trái. Làm ra thấy lòng thấp trái cùng dẫn sóng lên xuống. Mai mốt cắt từ đoạn và cho biết đang đo chỗ nào. Nên đi học là một chuyện, còn thi là chuyện khác nữa. Giờ chị học giỏi lắm, tới khi đi cái buổi đó làm sao mà mình trả lời không được, rồi quan mang muốn cúng muốn rối gì đó. Bây giờ tới trục ngang cận thức. Nãy giờ mình đến trục nhập rồi nè. Trục nhập là theo cái chiều từ ba xuống cái bóng đen, từ ba phải xuống bóng đen. Bây giờ trục ngang, cắt ngang thêm ba phần. Cái tập thứ nhất cao trên này là ngang ba nào, để các chị thấy nó đang chỗ mặt chủ rồi. Lệnh đang cắt ngang trên này là ngang cái ba mặt chủ là các chị hình dung được không? Rồi mới cắt tới cái tầng như này, tầng như này đang van hai lá trong tim, cắt xuống thuốc như này và sẽ còn tim xuống cột cơ ngang cột cơ. Như vậy là cái mặt các bạn có trục dọc các anh chị chỉ xoay theo chiều kim 90 độ ra ra, đừng ngừng rung lai rút lưng nghe cái đầu nhỏ là nó không ra liền, là một cách biết bác đang để nhỉ xoay một cái đầu liền thì nó mới ra. Tại vì các anh chị chỉ biết sức một ly, một mm thôi, nghiêng năm độ thôi là cái hình nó là khác. Mà các anh chị càng rung rẩy thì nó càng lệch nhiều nữa. Do đó đen rõ càng lúc xây một cái liền dứt khoát thì nó mới ra rõ. Rồi lúc đó mình sẽ ép cái đầu dò xuống từ từ xuống càng sát với da thì nó sẽ càng xuống thấy cái như này. Nghe. Nhưng mà bây giờ nghe cái tầng này nè, là cái tầng vũ trụ nè, thì các anh chị sẽ thấy hình ba năm mặt chủ có cái hình logo của xe Mercedes, không biết lớp mình có anh chị nào đang đi Mercedes không?
cái đi cái. Thì đó là ba lá vàng cho mặt chủ á. Lá vàng phải, lá vàng trái và lá không vàng, ba lá vàng cho mặt chủ. Thì ôm quanh nó có cái hình này. Đây là nhĩ trái, thất phải. Và trên này là, à, xin lỗi, nhĩ với phải. Vàng ba lá, thất phải, xuống đây là mặt phổi. Hai cái này là lá vàng là mặt phổi, xuống là mặt phổi gì luôn. Thì đây là cái nhĩ đấy. Thế là mặt chủ đây. Rồi xuống như này là thấy cái đầu mặt phổi chia luôn. Đây. Như vậy nè, phải định vị từng phần. Ờ, khi người ta nói là đưa cái mặt cắt ngang tận ức mà ngang hai mặt chủ, thấy được gì trên đó, phải mô tả được từng vùng gì khảo sát. Vậy như vậy đây người ta nói coi có hở ba lá không, thì đây các chị sẽ nói chỗ này coi có dòng hở ba lá không, coi có hở ba mặt phổi không, nói vô đây có dòng hở ba mặt phổi phục vụ lên không. Rồi bây giờ tới cắt ngang xuống cái này là ngang ba hai lá đây. Các chị thấy giống như miệng cá, nhấp mở, nhấp mở. Nó sẽ có cái hình miệng cá như vậy. Là ngang vanh hai lá. Thì to vanh hai lá có nhẹ thì không là coi chỗ này. Đến xuống dưới này thấy còn có hai chấm nữa. Là hai cột cơ. Hai cột cơ này thường ở các bạn 4 giờ và 7 giờ. Như vậy luôn luôn là khi mà đến cận ức rồi các chị càng ép sát xuống da thì sẽ càng thấy đến cái vùng dưới mắt như này. Tạo hình dung cắt ngang, cắt ngang thấp dưới này, thấp phải đây, thấp trái đây, hai cột cơ rồi đến đây xuyên qua này. Nó không đẹp bằng giống vậy trên xi măng, người sẽ thấy vậy, thấy thấp phải đây ôm qua đây và nguyên cái vùng thấp trái đứng ở đây, hai cái cột cơ đây thì nó hơi xây xích, tức là nó là khoảng 7-8 giờ và bên đây là khoảng 3-4 giờ. Phải thấy rõ hai cột cơ này. Một định danh của nó là cái sau giữa và cái là trước đơn. Trên này các anh chị sẽ coi có co đốt đồng bộ hay không, hay có đốt đồng bộ hay không. Còn bây giờ có gì lại không? Vâng. Phình bắt thấp nó không, tự nhiên các anh chị thấy nó không đều nữa, tự nhiên thấy nó bung ra vậy mà nó không nhấp nhảy. Đây là phình bắt thấp trong trường hợp phương gặp buồn mỏng, thành ra ở chỗ này các anh chị mới sẽ hay thấy. Rồi có gì nào không, đây là ngang ban hai lá để ta nói vậy, lá trước lá sau mà sẽ thấy nóng mở như là miệng con cá hớp 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 kìa. Thì đây là ngang ban hai lá thì lại thấy có gì lạ, bình thường cái thấp cá cái tròn đều tự nhiên thì nó mất chưa này, các chị thấy mất không, nó không tròn này nữa, vòng tròn bây giờ nó là cái lần trước đây nó tròn đều, còn bây giờ nó không tròn đều, còn qua đây nó mất mất chứng tỏ bên đây tăng áp ép nó xuống chứng tỏ là tăng áp phổi. Do đó ta có người ta nói những bằng chứng nào để xác định là có tăng áp phổi, một mặt cắt ngang thấp trái nó sẽ bị mất ở cái khoảng lượng chính của mình và cái chỗ nhắc chết với lại thất phải. Rồi bây giờ tới cấp cao hơn á, đây ba lá ba của mặt mặt chủ thể hiện cho đây ba lá ba mặt mặt chủ, rồi ba lá thất phải xuống đây là mặt phổi. Tất cả những cái hình này và định danh của nó bộ phận gì tên gì bắt buộc phải phù hợp. Thành ra là không biết ra sao là tại vì các anh chị tới nhà cầm cái hình này á rồi thì ôm ấp nó và nhớ tới nó hoài, nhớ thì yên để nó nhận. Chỗ này hai cái nhân số là mặt phổi xuống, phổi trái thì phải. Khi mà các anh chị để xem cái mặt cắt này, để cái thước qua chỗ này, thì bây giờ các anh chị hình dung máu từ nhĩ phải qua van ba lá xuống thấp phải, như vậy cái dòng đất lên là dương hay âm? Để cây thuốc qua đây, thả cổ đất lên vô thì nhiều dòng máu luôn từ nhĩ phải xuống tới chỗ này van ba lá lên thất phải, như vậy dòng đất lên là dương hay âm? Đi về phía đầu giòn dòng đất lên dương, do đó đây là cái này số 1. Khi để cây thuốc xuống đây, đây số 1 dòng dương dòng ba lá, hình ảnh là chữ chữ M giống như ban hai lá. Như vậy hai lá là chữ M giống như trang, thì ba lá cũng giống như hai lá và cũng có cái hình mẫu M. Rồi bây giờ cái thứ hai, để cây thuốc vô đây, tức là để cây thuốc qua phổi.
thì các dạng nhiễm máu sẽ từ thoát phải qua vai và cổ xuống phổi và nó đi theo chiều xuống này cho đó cổ ăn và đây cổ ăn cổ phổi. Bây giờ bà chỉ thấy là tôi đang mặc các này mà thả lên cho cái đám mình nó nhìn cho tự sát định cái số 1 này là qua đâu, cái số 2 là qua đâu là được ha. Cho nhận diện được không nè, qua là chủ thoát phải đang để cái thuốc chỗ nào nè, qua qua là mặt cổ và qua qua là mặt cổ thì cái chiều máu phải bơm xuống là đây cổ ăn cổ mặt cổ tiết chuẩn là cổ cái nhọn gì tiết chuẩn là cổ nhọn đầu. Như vậy thì cái này nó trào lên là một cái dòng gì nữa đây các chị? Thở phổi, dòng máu từ đây thoát phải bơm xuống phổi là xuống đây rồi, bây giờ lại có một cái dòng trào ngược lên trong cái thì tâm trương còn lại, dòng trào ngược lên đó là thở phổi. Chắc như vậy thì sao? Hơn 90% sẽ có thở phổi sinh lý. Các chị đặt yoga nào thấy thở phổi sinh lý hết, đừng quan mang quá, thì là đây là cái mà phổ biến nhất hay gặp đó. Mà bệnh nhân cứ tối hàng đi khám hoài, chúng ta lại thở phổi, đây nó là sinh lý. Khi đặt từ mặt khác ở cạnh ức thì yêu cầu là cái lưng vuông góc với mặt giường. Nhưng tới mỏ thì khác nha. Các anh chị sẽ kéo rồi ra mình chết với mặt giường khoảng 45 độ. Tại vì sao? Nếu mà buông góc mặt giường, các anh chị để đầu gò đây vướng. Để đầu gò nó sẽ vướng với cái mặt giường không thấy được. Cho nên lúc nó sẽ kéo được nhanh. Chết ngửa lại chút xíu rồi. Và để cái đầu gò vướng về. Các anh chị thấy cái chiều đầu gò vướng về vai ở phía bên phải. Đây, để đầu gò vướng về vai phải cái ngang lên. Ở đây cái buồn nè. Bốn buồn. Thấy được bốn buồn nhớ nha. Phát đi dễ dàng thoát phải phản đứng lên một chiều. Và bây giờ khi mà để cái chân trước qua phía bên đây và qua phía bên đây thì cái chiều của dòng máu nó đi từ dưới lên trên từ trên xuống nha các anh chị. Máu bơm luôn luôn là từ nhĩ xuống thấp. Từ 32 lá xuống 23 lá thì từ nhĩ xuống thấp. Như vậy là càng để phía đầu dò hết cho nó khổ là sao? Dương. Cho tới đây các anh chị đều thấy khổ dương. Nhưng mà bây giờ thì vô đây là sao biết nào hai lá không ạ? Nếu hai lá của tim trái luôn luôn áp được tim trái thì phải lớn hơn tim phải. Và như vậy cái phổ của nó phải lớn hơn phổ ba lá. Giờ nó cứ có cái nào mà nó to hơn thì cái đó là lớn hơn lá. Và là trong cái hai đỉnh của nó đó, đỉnh đầu thứ gọi là ơ, đỉnh sau là a. Là tại vì sao? Vừa mở ba hai lá ra, máu khổ cái ào xuống dưới thấp liền. Cái dòng nó rất mạnh, xong ơ. À, xuống hết rồi, bây giờ còn sót chút ít ở trong nhĩ. Nhĩ bớt một lần nữa, nhắc nó xuống hết. Và cái lần nhắc xuống nó sao là đây a, đó là nhĩ con. Do đó để hiểu là tại sao mấy cái kia nó có một phổ mà thôi. Tự nhiên hai lá hay ba lá nó được ưu tiên tới hai phổ, mình cái M và phổ đầu hay cao hơn phổ sao. Chắc như vậy thì sao? Những trường hợp mang mốt tới cái bài đó là chức năng tâm trương không còn từ nhĩ này nữa. Ơ bằng a hoặc ơ lùng hơn a thì người đầu đó là chức năng tâm trương. Còn nếu mà giai đoạn đầu máu nó xuống nhiều lắm, ơ phải lớn hơn a. Bên trên này có gì là có gì không? Đã có điểm nó ra là sao sao buổi học mình phải luôn. Dạ trên cái hình này có gì không? Thấy có gì không? Nhĩ rồi, nhĩ này lớn hơn nhĩ này, khớp này sắp xỉ khớp này rồi. Và cái cảm giác đầu tiên không như vậy. Giờ bắt lên nhĩ có thấy gì không? Đây, có chỗ nhĩ không như vậy. Nhưng phải cảm giác giả thuyết. Và các bạn đã xác định lại sẽ là và trước khi mổ xẻ thì sẽ xác minh bằng siêu âm cơ quan. Ở đây là một cái tình huống ở hai lá dòng máu từ đây xuống đây xuống tới cái nóc dĩ và xoay trở lại. Có hai lá nặng đó, nặng thật ra nó có nhiều hết cái nóc dĩ và xoay trở lại bốn buồn. Rồi bây giờ là cũng bốn buồn đại mỏm nữa. Rồi bây giờ các anh chị thấy có gì lạ đúng không? Thấp phải tới đây, thấp trái tới đây, tự nhiên có dòng máu chạy ra đây vô cái vùng trời này nữa. Đây đây đó là bên phải chỗ này á. Phình bắp bắp. Phình bắp bắp. Và cái màng ngoài tim, máu nó trào ra đây là cái phần của màng ngoài tim. Và mình sẽ có cái loại là giả phình hay phình hợp. Giả phình tức là chỉ có cái màng ngoài tim mọc thôi. Còn mà phình hợp nó là cả cái cốt cơ tim.
tim còn được bung ra. Vậy đây chỉ có cái màng tim ra, có cơ tim thấy tới đây rồi đó. Đây chỉ màng cùng không lên màng tim không cho tự nhiên là giả phần. Để nhớ đừng lộn ha. Gọi là giả phần là chỉ màng tim. Năm buồn là tại vì giảng qua nó đã có hai buồn dễ, hai buồn khó, bây giờ thấy thêm cái buồn mà chủ. Như vậy càng ép đầu dò xuống cái mặt da. Khi mà các vị để cái mỏng lên này nè, để nó đứng dậy thì thấy cũng buồn. Nhưng mà chủ nó cao xuống lên này mà, thì nó càng ép đầu dò sát được thành đầu tự nhiên thì mới lấy được càng lên cao lên chủ. Thì chúng ta sẽ thấy ép bằng sao cái đường này càng dài ra thì sẽ thấu đo càng lớn. Nhưng mà cái đó là hỏi là chúng ta kỹ thuật cao lắm á. Thì do đó mới gọi là năm buồn là tại vì thấy thêm buồn mặt mặt chủ. Và khi để cái cổ lên lên vô lên là mặt chủ nè, thì các vị hình dung dòng máu đi lên đi xuống. Bốn buồn động mạch chủ đây thì máu sẽ đưa từ đâu đến đâu, từ thất trái là động mạch chủ về máu và từ đây đi xuống đây, và do đó cái dòng đó là dòng âm đi xuống và nhọn đầu. Thấy là được nhọn đầu chứng tỏ là đo được đúng rồi, còn tù qua chứ là chưa đo hết chút, tức là ép chưa hết được dòng máu. Đây cổ chủ xuống, nhưng mà sau đó lại còn có cái phần trào lên, để đem phần trào ngược lên đi về phía đầu dòng, như vậy đó là mở như chủ. Bốn buồn rồi, năm buồn rồi, bây giờ hai buồn là khi các chị đang để đầu dòng này, các chị xoay lên liền, thì các chị hình dung đang để này mình thấy được bốn buồn, mình xoay lên liền thì mình chỉ còn thấy hai buồn mà thôi, thì đó là hai buồn bên trái, nhĩ trái và thất trái. Đó là mình đã xoay cái thất phải qua phía sau, từ nên mình không thấy hai buồn từ mỏm chẳng qua chỉ là những trái thất tráo, và lúc đó mình sẽ xoay theo chiều quy luật một. Tại sao khi nào mình còn coi cái này để coi các thành ở cái bốn buồn thì mình sẽ, các anh chị sẽ thấy là bốn buồn á, tức là mình thấy đây có tim hết với đây là cái thành hơn. Còn bây giờ khi mà các anh chị xoay qua thì toàn bộ cái mặt này nó xoay phía sau hết rồi, và do đó các anh chị chỉ còn thấy khảo sát cái thành dưới và thành trước. Trong bệnh lý mạch vành còn biết nó bị nhẫn động thành nào, vô động thành nào, để liên hệ tới nhẫn động thành nào, thì khi xoay về để đánh giá cái thành dưới và thành trước. Ngoài ra trong cái cổ chủ hồi nãy nó trào lên rồi dầm hai lá đây trào lên, hai cái đó trộn hôn nhau nhiều khi mình động hơn. Khi mà các anh chị xoay về rồi á thì giấu cái mà chủ cho là phía sau không tính được, thì cái dòng hai lá nó sẽ nó hiện lên đẹp được. Để mình hiểu là khi nào mới coi mặt cắt hai buồn. Bây giờ tới dưới bờ sườn thì các anh chị sẽ để ở dưới mũi ức hướng về vai bên trái cắt lên như vậy, thì các anh chị sẽ thấy được đây là mỏ thấp, hai thấp, hai nhĩ, và đây là đặc biệt coi cái nhĩ này ngang hay nằm đứng ở phía bên này. Chỗ này là coi cái nhĩ, bắt viên nhĩ đẹp nhất. Rồi ngoài ra ở dưới này là có những cái tĩnh mạch phổi chỗ vô. Nghiêng nữa đó, thì mình sẽ thấy cái tĩnh mạch chủ dưới và cái tĩnh mạch trên ngang cổ vô trong cái nhĩ phải. Nếu là nghiêng lắm đến đầu giò thì sẽ thấy tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch trên ngang cổ vô nhĩ phải, cái chỗ này rất là quan trọng để mai mốt đánh giá trong cái mà ảnh hưởng chức năng tâm trung có phải hay là có tăng giảm thể chất rồi qua cái nó sẽ có những cái bài riêng như sau. Khi mà suy đi phải, máu ướt đi phải, nó ướt ngược lên trên tĩnh mạch cảnh, ướt ngược xuống ngang, các anh chị sẽ thấy tĩnh mạch trong ngang, tĩnh mạch cũng như thế này rộng to luôn đó. Thì để đánh giá cái suy đi phải. Đang mặt cắt dưới bờ sườn đây và tới trụng ngang cũng giống vậy nè. Khi xoay ngang lại thì cũng thấy chủ ở giữa là nguyên cái dòng bơm lên là của ba phòng phổi. Cái tên mà bước thì mới khó nè, các chị thấy ok như gối dưới cái vai mình nhau không, ngửa cổ ra hết, ngửa làm sao để mà cái đầu dò này mình ép sát vô trong cái cổ mình nhau. Ở đây nó còn cái một khoảng nhẹ bảo đảm không thấy được gì đâu, ép sát vô thì để mà nó song song với cái chiều thần lực nó lấy được cổ này, kể như cổ hồ vuông góc không thấy nổi. Và đây các anh chị sẽ thấy hình dung từ trên mình cắt xuống, cắt qua quai chủ thì nó sẽ thấy sao, qua là chủ tròn, còn mấy cái nhánh của quai chủ thân tay đầu bên phải nè, rồi động mạch cảnh bên phải và động mạch dưới đòn, động mạch cảnh bên trái và dưới đòn bên trái, thì đây cái bên phải này như này cho rõ cái lõi giữa
quan vật chủ, rồi thấy đây cạnh trái và dưới đầu trái. Khi mà các anh chị đo còn ống động mạch, là cái ống động mạch nó thường ngay chỗ này, nó nối từ động mạch phổi qua vật chủ ngay sau chỗ phát lên động mạch dưới đầu trái. Thành ra ở mặt các này các anh chị tự nhiên thấy có dòng màu xịt như cái này là mình biết rồi, còn ống động mạch. Do đó là mặt các này để con còn động mạch tự nhiên đang để như vậy, có cái dòng màu từ đang xịt qua lại chỗ này ngay sau chỗ phát lên động mạch dưới đầu trái. Cái bệnh thứ hai mà coi đây là hẹp eo động mạch chủ. Sau chỗ khắp lên động mạch dưới đầu trái luôn luôn nó hơi khắp eo đi xíu, người nào cũng có khắp eo vô. Đây chỗ khắp lên động mạch dưới đầu trái xíu này nó hơi eo vô, tức là ai cũng có cái eo động mạch chủ hết, nhưng mà bây giờ cái eo nó hẹp. Thành ra nếu mà gọi chúng ta thì sẽ gọi là hẹp eo động mạch chủ. Chứ nếu nó eo không là sai, tại vì ai cũng có eo hết trơn. Và bây giờ cái eo nó hẹp quá đáng, tức là bay thay vì cái chỗ này bây giờ nó xíu hơn nữa, thì lúc đó là máu không qua được đây, các anh chị sẽ thấy cái dòng máu gì mà nói xuống, sẽ thấy cái dòng xoáy, tại vì nếu có hiện cái mặt trụ thì đó là hai tuần cuối mình phải khảo sát mặt các tinh này. Ngoài ra còn có những cái bệnh khác nữa, ví dụ ở chỗ lô quan thì mang mốt mỗi bài viên sẽ đề cập tới. Mặt cắt trên hỗn ức trục ngang, thì hồi nãy giờ mình thấy đó là trục dọc còn xoay ngang nữa, thì mình sẽ thấy à ba tầng, một tầng chủ, tầng động mạch phổi và tầng dĩ trái. Để này ít xài tới, và đây là ba tầng mình không linh hoạt để tiếp cắt ngang. Cái quan trọng là coi từng một chuyện, bây giờ tới đo xong rồi phải lấy số, mấy cái số đó là bình thường hay bất thường. Thì bên đây là chia ra phần người lớn và trẻ em. Trong giai đoạn đầu mình chưa thuộc thì chịu khó chụp cho mình này chán ở ngay bàn làm việc của mình luôn, để khó qua là biết bình thường hay bất thường. Các anh chị phải thuộc cái này là cái ray, tức là từ minimum cho tới maximum. Tại vì ví dụ như là khổ quan hai lá tối đa 1.4, bây giờ các anh chị tới 1.6, tức là những cái tình huống gì là nó bị, hay là nó còn có 0.5, tức là trường hợp nào khoảng luôn không qua khỏi, phải thuộc con số tối đa và tối thiểu của nó từ một con số trung bình. Để số trung bình nó cho chơi, ví dụ như chủ nè, maximum phun với tốc độ 1.7, mà bây giờ các anh chị thấy phun với tốc độ 200 là hẹp chủ. Hẹp chủ là nó phải kháng quân thật mạnh, tốn thật mạnh, do đó cái vận tốc nó sẽ rất cao. Rồi với từng trường hợp thì mai mốt sẽ có mỗi bệnh để cho biết thay đổi cái con số này, nhưng mà trước mắt ngày hôm nay là phải thuộc con số thấp nhất và cao nhất của từng phổi lớn lên. À, thuộc người lớn thôi, quan của con lớn mai mốt giờ nào về mà làm cho quan đi á thì nó có lớn của con lớn. Rồi tiếp theo cái bảng bên đây là cái bảng này là bảng lớn lên, và còn bảng bên đây là bảng đen. Thì như vậy cho dễ nhớ là chủ cái gì nãy ta nói các anh chị rồi, 40 rồi. Cái thứ hai tỷ lệ, tại sao phải có tỷ lệ những gì và chủ? Tại vì nhiều khi á là người đẹp xíu rồi nè, cao có thứ hai nè, à ta cái số này bao giờ tới 40 thì lúc đó người ta sẽ lập tỷ lệ nhỉ và chủ không quá 1.3, còn thất phải không quá 30 bắt buộc phải thuộc lòng. Bắt kim thất và thành sao sắp xỉ nhau từ 6 cho tới 12. Còn đây đó là Việt Nam mình lấy 55 thôi, cái này cũng có bài nó cân thứ 7, nó lấy cái mốc 56 là cái lòng nó trái thì tâm trương. Rồi FS khỏi nhớ, tại vì các anh chị cứ nhớ F là hơn 55 thì được rồi, FS là sắp xỉ không trả lời. Ở đây có một cái nữa là tỷ lệ dĩ trái và động mạch chủ. Nó cái 1.1, cái khỏi thì cứ nhớ 1 là bình thường. Tỷ lệ bắt kim thất thành sao đó thì cũng phải nhớ luôn, cái giới sắp xỉ nhau một là bình thường. Tỷ lệ thất phải thất trái thì xì hồi nãy đang nhắc rồi các anh chị, sắp xỉ 1/3. Thật ra là nhờ những con số này nó hơi to lớn, ở Việt Nam mình nó sẽ nhỏ hơn tí xíu, cái này là 55, còn cái này lấy mốc 11. Tại sao lấy mốc 6? Mỏng quá, đi mỏng quá thôi, vô còn có 4 thôi cũng phải bình thường thôi nha. Tại vì nó nói lên là coi chừng có bệnh mạch vành rồi, nhồi máu rồi, thiếu máu rồi, thành ra nó không nuôi được. Dày quá thì mình